Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Di Trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm với luật sư Di Trú Khanh Phạm từ Texas. Chương trình trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam tối thứ năm hàng tuần. Xin chào luật sư Khanh. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả của đài VOA. Cảm ơn luật sư Khanh. Bữa nay mình trở lại với chương trình trực tiếp. Trong lúc mình trình bày chủ đề chính hôm nay thì chúng ta vẫn như thường lệ nhận những câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả khắp nơi về di trú Hoa Kỳ để có thể giải đáp ngay trong lúc chương trình diễn ra nửa tiếng đồng hồ. Trên Facebook này, quý vị vui lòng gửi câu hỏi bên dưới khung hình trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi theo thứ tự ưu tiên từ trước tới sau để luật sư Khanh giải đáp. Thưa luật sư Khanh, chủ đề ngày hôm nay mình theo dõi thì mình thấy là có một cái tin tức mới, có một cái đề nghị là có thể là chính phủ Mỹ sắp tới đây sẽ ngưng tất cả những cái thủ tục miễn phí, lệ phí cho các đơn xin di trú, các đơn xin về quốc tịch. Nói chung là các dịch vụ về quốc tịch và di trú. Trước nay thì có những cái trường hợp được miễn hoặc giảm, và bây giờ đang có đề nghị là sắp tới đây sẽ không còn miễn và giảm nữa. Thì trước khi mình tìm hiểu cái việc này đó, thì xin luật sư Khanh cho phép được tìm hiểu là trước nay đó có những cái dạng nào, những cái đơn nào, những cái dịch vụ nào thì nằm trong cái diện được miễn hoặc được giảm đối với các dịch vụ về di trú và quốc tịch, thưa luật sư Khanh. Thưa chị và thưa chị quý vị khán thính giả, thì từ năm 2011 tới giờ thì nói chung là Sở Di trú họ có đưa ra một cái đơn mà coi như mình có thể xin miễn đi hoàn toàn cái chi phí mà mình và có thể gửi cho Sở Di trú lúc mà mình nộp đơn vừa xin với Sở Di trú. Thì thông thường trong những cái đơn mà liên quan với những nói chung cộng đồng người Việt của mình đó, thì một là cái đơn xin thẻ xanh, có nghĩa là cái đơn I-9 đi xin lại thẻ xanh mới lúc mà thẻ xanh đã hết hạn rồi. Hoặc hai là những cái đơn giống như xin thẻ đi làm, cái đơn I-765, những cái đơn giống như xin cái Advance Parole, cái Reentry Permit là cái đơn I-131, hoặc là cái đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn từ thẻ xanh 2 năm là đơn I-751, hay là những cái đơn xin nhập tịch N-400, hoặc là xin giấy thay thế cái giấy nhập tịch mình đã mất N-565, hoặc là giấy nhập tịch ăn theo của con cho ăn theo bố mẹ để mà nhập tịch đó là N-600. Thì nói chung từ 2011 tới giờ những cái đơn đó nếu mà mình có thu nhập thấp hoặc là coi như là mình có nhận được mấy cái phúc lợi xã hội á thì mình có thể xin Sở Di trú miễn đi cái tiền cho những cái đơn đó hoàn toàn. Thì kính thưa quý vị, cái số tiền của cái đơn đó thì nó từ từ nó cứ tăng. Giống như hiện tại bây giờ cái đơn xin nhập tịch đó thì bây giờ là 725 đồng, trước đây là 400 mấy, hồi xưa thì rẻ hơn nữa, và còn trước khi nó tăng lên 725 thì nó coi như 680 đồng. Thì và cái đơn mà xin cái bằng nhập tịch cho con cái của quý vị để ăn theo thôi đó là bây giờ hình như hiện tại là 1.100 hay 1.200 đó. Mà cái quá trình đó nói chung là mình chỉ nộp đơn, mình đưa cho Sở Di trú và Sở Di trú một khi họ chấp thuận họ làm cái đơn nhập tịch đưa cho con cái của mình thôi. Mà xin lỗi quý vị, mà nói chung cái số tiền đó nó cũng cao chứ không phải không. Nếu mà quý vị có 2-3 người con dưới 18 tuổi mà quý vị nhập tịch, có nghĩa là quý vị phải đóng mấy ngàn đồng cho cái tiền Sở Di trú không thôi đó. Thì trước giờ đó thì Sở Di trú họ có đơn I-912 để mà mình có thể xin miễn đi cái số tiền đó. Nếu mà một trong ba tình trạng có thể xảy ra, một á là người chủ nhà, có nghĩa là bố hoặc mẹ đang được một cái phúc lợi xã hội nào đó, giống như ví dụ đang được xin Medicare hoặc Medicaid, hoặc là tiền coi như là thất nghiệp cái gì đó, thì có thể là xin miễn đi những cái chi phí này. Hoặc cái thứ hai, nếu mà mình có thể chứng minh rằng là cái tổng thu nhập của căn nhà, cái ngôi nhà của mình, và nói chung là những cái người sống ở trong cái gia đình của mình đó, dưới cái mức là gọi là 150% của cái số tiền mà nói chung là Sở Bộ Lao động họ đưa ra mỗi năm á, cái nó gọi là cái federal poverty level, có nghĩa là cái mức hạn mà nếu mà mình xuống hơn đó nữa là có nghĩa là mình sẽ sống trong cái này là túng quẫn hay là cái sự nghèo coi như không có đầy đủ tiền cho một cuộc sống bình thường á. Hoặc ba, nếu mà cái mức lương tổng cộng của gia đình mình cao hơn cái số 150% đó, nhưng mà bởi vì những cái chi phí mình có quá nhiều đi, nó có nghĩa nó so với cái số tiền mình thu nhập vào và cái chi phí mình bỏ ra, thì mỗi tháng mình không còn thừa nhiều tiền, thì mình có thể xin Sở Di trú miễn đi hoàn toàn những cái chi phí cho những cái đơn này. Thì cách đây coi như là cũng là 2 năm rồi, Sở Di trú họ có
họ chỉ chuyển về cái đơn xin nhập tịch thôi nhé. Cái đơn xin nhập tịch là N400 đó. Thời hồi xưa thì cho miễn hoàn toàn, nhưng mà cách đây 2 năm sở di trú họ đưa ra, họ nói bây giờ nếu mà không có miễn á, thì có thể xin giảm giá. Mà giảm có nghĩa là giảm từ cái mức hiện tại là 725 đồng xuống còn 400 mấy đó, anh không nhớ rõ con số mà xuống còn 400 mấy. Thì để mình nói chung á, là cái đó là cái quá trình mình có thể xin sở di trú miễn hoặc giảm. Nhưng mà bây giờ thì năm vừa rồi, tháng 10 năm vừa rồi, thì sở di trú họ có đưa ra một cái dự định là coi như họ muốn cắt đi cái phần giảm giá. Nhưng mà họ cắt đi cái phần có nghĩa là nếu mà trong gia đình của mình đang có ai, có bố hoặc mẹ đang nhận phúc lợi xã hội đó, thì họ sẽ cắt đi cái phần đó luôn. Có nghĩa là nếu mà mình vẫn có thể chứng minh là gia đình mình có thu nhập thấp, hoặc là có cái vấn đề về tài khoản, về tài về, về về tiền bạc, để mà coi như không có có tiền để mà trả chi phí đó, thì mình vẫn có thể xin được. Nhưng mà về cái vấn đề phúc lợi xã hội, nếu mà người trong gia đình nhận được phúc lợi xã hội thì mình không có thể dùng cái đó để mình xin miễn đi cái phí của sở di trú được nữa. Dạ vâng, các cái lệ phí về dịch vụ quốc tịch và dịch vụ di trú mà luật sư Khanh vừa kể ra đó, thì mình thấy có những cái căn bản mà rất là nhiều người gặp, thí dụ như là xin quốc tịch đó, hoặc là xin thẻ đi làm, hoặc là xin thẻ xanh, thì với những người mà lương thấp, thu nhập thấp thì xưa nay được giảm đi một chút xíu hoặc là được miễn luôn, thì bây giờ có cái đề nghị là sẽ bỏ cái chuyện giảm hoặc miễn đối với những cái dịch vụ này. Cái lý do mà họ đưa ra đề nghị giảm hoặc miễn này ngưng ngay, không có áp dụng nữa, mà cái quy định này đã có đến mấy chục năm nay rồi. Bây giờ họ đề nghị như vậy vì sao? Và nếu như mà cái chuyện này nó được thực hành đó, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, tương lai như thế nào, thưa luật sư Khanh? Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì cái lý do tại sao bên sở di trú họ muốn cắt đứt đi cái phần mà có thể xin miễn phí nếu mà gia đình đang nhận phúc lợi xã hội đó, bởi vì họ nói cái vấn đề về cái mỗi tiểu bang họ có một cái cách nhìn về phúc lợi xã hội khác nhau. Họ đưa ra một cái coi như là cái mức lương khác nhau so với mỗi tiểu bang, nên vì vậy nói chung nó không có thông đồng, mỗi tiểu bang nó không có cân bằng với nhau. Có nghĩa là ví dụ bên Texas đi, chỉ ví dụ đó nhé, bên Texas là nếu mà mình có dưới 125% của cái federal poverty level, một gia đình có hai người, thì nếu mà mình làm dưới 20 ngàn á, thì có nghĩa là coi như mình là thuộc về cái phần coi như làm không có nhiều tiền, thì có thể cái lúc đó bên tiểu bang Texas họ sẽ cho một cái vài cái phúc lợi xã hội. Còn nếu mà mình đi qua một tiểu bang khác giống như Cali chẳng hạn, thì cái con số 19 ngàn, 20 ngàn nó vẫn có đó, nhưng mà có thể Cali họ nâng cao hơn một chút. Họ có thể nói là thay vì 125% thì họ có thể cho 135 hoặc cho 140%, thì cái đó nó có thể tăng lên cỡ 23, 24 ngàn cho hai người. Thì cái lý do sở di trú họ đưa ra, họ nói là bởi vì những cái sự khác biệt đó với những cái tiểu bang mà coi như cái số tiền không có đồng đều lúc mà họ quyết định ai có thể được xin phúc lợi xã hội. Nên vì vậy bây giờ sở di trú họ muốn cắt đứt cái phần về vấn đề mà xin miễn phí nếu mà mình đang nhận phúc lợi xã hội, mà họ chỉ coi lại là coi như nếu mà tổng thu nhập cái gia đình của mình dưới 150% của cái Federal Poverty Guideline á, hoặc là hai là mình có vấn đề về tài chính, thì tới lúc đó mình vẫn có thể xin miễn cái phí của sở di trú đi được, chứ không phải là không. Nhưng mà đây cũng là coi như một cái bước để mà bên chính phủ, bên sở di trú để mà bắt đầu họ thắt chặt lại một vài cái phần giống như là miễn phí đi cho những cái người có thu nhập thấp, hoặc là những cái người bắt đầu mà họ coi như là họ có mấy cái phúc lợi xã hội để mà họ giúp đỡ gia đình của họ đó. Thì nói chung sở di trú giống như ông Tổng thống Trump, ông cũng nói là ông muốn không có cho những cái người nào mà có thể gây ra sự coi như là về cái ăn ăn có ăn theo về cái vấn đề cái phúc lợi xã hội nhiều á, ông không có muốn những cái người đó vào nước Mỹ. Thì đây cũng là coi như một cái cách để mà coi như là đùn đẩy đi mấy cái người đó, tại vì sẽ không có cho họ dùng mấy cái đó để mà xin những cái benefit của sở di trú nữa. Thì Có quý thể hiểu vị rồi, cái con đường mà đi tới cái chuyện là có quốc tịch Mỹ hoặc là được di dân vào Mỹ hợp pháp và được hưởng những cái phúc lợi Mỹ, nó sẽ càng ngày càng khó khăn, đầy cam go hơn là lúc trước, không dễ dàng nữa. Đó là một trong những cái lý do mà nằm trong cái chính sách siết chặt về di trú của chính quyền Trump. Thưa luật sư Khanh, thì với những cái đề nghị như vậy đó, thì những người đang trong những cái diện là sắp sửa phải đi xin thẻ đi làm, work permit, hay là những người đang bị trong dạng trục xuất mà phải trình diện đi xin thẻ đi làm theo định kỳ, hoặc là những người người sắp xin thẻ xanh hoặc là xin đi thi quốc tịch đó,
họ có nên ngay lúc này nhanh tay nhanh chân tận dụng trong lúc mà cái đề nghị đó chưa thành hiện thực để mà nộp đơn ngay xin ngay lúc này không, hay là mọi chuyện nó cũng còn phải chờ qua luật lệ, qua quốc hội, qua các thứ, cho nên nó cũng còn một tiến trình lâu dài có thể yên tâm. À, dạ thưa chị, thì giống như mình nói trong có nhiều lúc vừa qua thì có nhiều lúc mà bên sở di trú họ đưa ra những cái quyết định này không có cần phải thông qua quốc hội, mà họ chỉ cần đưa ra ngoài để mà cho trong cái thời gian commenting period coi như là 60 ngày đó, để mà họ gom những cái ý kiến của cộng đồng về cái vấn đề cái này nó thay đổi như thế nào, và một khi cái thời gian nó đi qua họ có thể áp dụng cái này liền. Thì cái dự định này đã được sở di trú đề nghị ra từ hồi tháng 10 năm 2018, nên thông thường cái bây giờ họ vẫn nằm trong cái thời điểm là coi như họ đang cần cái góp ý kiến của cộng đồng, và một khi cái thời điểm đó xong thì tới lúc đó họ có thể đưa cái này ra và áp dụng liền. Thì có nghĩa là trong vòng vài tháng tới có thể là sở di trú sẽ đưa cái này ra áp dụng liền. Nhưng mà hiện tại bây giờ trong cái cộng đồng của những người luật sư về di trú, hoặc là những cái tổ hợp mà thiện nguyện mà giúp đỡ cho những cái người có di trú, thì họ đang coi như là lên tiếng để mà kháng cự lại về cái vấn đề cắt đi cái phần mà miễn Miễn giảm. phí cho những cái người nộp đang xin mà có phúc lợi xã hội đó. Nhưng mà một khi mà nó được thành hiện thực đó thì những người đã nộp đơn trước cái ngày đó thì vẫn được xét, hay là nó cái hiệu lực áp dụng như thế nào thưa luật sư Khanh? À, dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Thì thông thường nếu mà cái dự định này đã được đi qua rồi đó, thì những cái người nào mà đã nộp cái đơn xin miễn phí trước đây, thông thường sở di trú họ bắt buộc họ phải duyệt những cái đó và phải chấp thuận. Còn nếu mà lúc mà họ đưa cái dự định, họ thông qua cái dự định này mà trong cái đó cái dự định đó họ lại bao gồm một cái câu, họ có nghĩa là nói là từ đây, từ cái lúc này quay ngược trở lại trước hoặc sau, những cái người nào mà đang nằm trong cái hệ thống mà đang duyệt á, mà đang xin thì chúng tôi có quyền miễn á, thì tới lúc đó cho dù quý vị đã nộp trước khi cái dự định này đưa ra và thì sở di trú họ vẫn có quyền họ không có cấp cho quý vị cái miễn miễn cái phí đó đi được nữa. Nên cái này cũng tùy theo lúc mà cái dự định này được đi ra họ có cái câu đó trong dự định hay không. Phần lớn á, là những cái dự định đưa ra thì họ không có coi như là có cái câu mà họ nói là sẽ ảnh hưởng những cái hồ sơ đã nằm trong sở di trú và đang đợi trong quá trình đợi, nhưng mà chỉ áp dụng từ cái những cái hồ sơ được nộp sau cái ngày mà cái dự định được đưa ra thôi. Nhưng mà Khanh thì lúc nào Khanh cũng phải lo cả hai. Cái điều xấu nhất Khanh có thể nói là nếu mà sở di trú có cái câu mà họ nói là những cái hồ sơ đã nộp trước đây rồi vẫn có thể bị cắt đứt á, thì tới lúc đó nói chung là cộng đồng của mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Nhưng mà cho tới lúc này đó thì những cái trường hợp mà được miễn và giảm đó thì được xét duyệt dựa trên những cái cơ sở như thế nào, cần những bằng chứng, giấy tờ, thủ tục như thế nào để được xét miễn giảm? Thưa luật sư Khanh. À, dạ thưa chị, thì ngay hiện tại bây giờ thì có 3 cách để mà mình có thể xin được miễn đi cái số tiền chi phí mà mình phải đóng cho sở di trú. Một là mình chứng minh rằng là cái head of household, có nghĩa là cái người chủ của gia đình đó, là người hoặc là bố hoặc mẹ hoặc ai là cái người đứng khai thuế của gia đình. À, một là những cái người đó họ đang nhận những cái phúc lợi của xã hội, có nghĩa là giống như cái tiền Medicaid hoặc là Medicare, hoặc là food stamp chẳng hạn. Thì một khi mình có mấy cái đó thì mình chỉ cần cái lá thư của bên tiểu bang họ mà cấp cho những cái đó thì mình nộp vào với bao gồm cái đơn I-912 thì nói chung sở di trú họ sẽ miễn đi. Còn cái tình trạng thứ hai, nếu mà mình không có nhận được phúc lợi xã hội nhưng mà cái tổng thu nhập của gia đình mình lại dưới cái 150% của cái federal poverty level hoặc dưới 125% á, thì mình có thể nộp cái giấy khai thuế của mình, có nghĩa là cái giấy khai thuế của năm 2018 và cái thu nhập hiện tại của mình, những cái cùi tiền mà quý vị nhận được từ chỗ quý vị làm á. Mà nếu mà cái adjusted gross income, có nghĩa là cái tổng số tiền của quý vị sau khi trừ đi những cái chi khoản trước khi đánh thuế á, dưới cái 125% hoặc 150% thì của federal poverty level, thì mình có thể xin sở di trú miễn đi cái chi phí của sở di trú. Còn cái trường hợp thứ ba, nếu mà cái gia đình của quý vị thu nhập cao hơn 150% nhưng mà bởi vì những cái chi phí, có nghĩa là chi phí thuê nhà, tiền ăn tiền uống của quý vị mỗi tháng, tiền trả tiền điện tiền nước tiền gas, và những cái mà quý vị cần phải có trong cuộc sống của quý vị giống như là tiền xe, tiền tiền bảo hiểm xe, nếu mà quý vị có mua xe thì trả tiền xe. À, nếu mà quý vị có mua coi như là đi đi đổ xăng á, thì những cái chi phí nó bao gồm tổng cộng lại, ví dụ nhé, ví dụ một tháng quý vị nhà của quý vị thu vào được 2.000,
Nhưng mà những cái chi phí này quý vị trả ra cỡ 1.900 hoặc là 1.800 gì đó mà không có để cho quý vị còn nhiều cái con số thừa đó, thì mình vẫn có thể chứng minh hết những cái đó vào cái đơn I-912 để mình xin sở di trú miễn đi. Và mình chứng minh rằng là những cái số tiền mình trả là thật, có nghĩa là mình đưa mấy cái cùi check để mà trả tiền thuê nhà chẳng hạn, hoặc là những cái hóa đơn mình đi mua đồ ăn, đồ uống, hoặc là những cái hóa đơn này mình trả tiền điện, tiền nước, tiền gas, mình bao gồm nó hết. Nhưng mà mấy cái hóa đơn này nó phải coi như là mới, có nghĩa là tháng này hoặc là tháng vừa rồi, tại vì càng mới thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà quý vị nộp cái gì mà đã qua đây cách 6 7 tháng rồi, có thì không có nghĩa là cái mức tiền của quý vị sẽ đóng là sẽ như vậy. Mà một khi mình nộp đầy đủ bằng chứng đó rồi thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ duyệt, và thông thường họ sẽ coi như miễn đi cái phí cho quý vị. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều về những chi tiết liên quan tới chuyện các cái dịch vụ về quốc tịch cũng như dịch vụ về di trú mà trước nay có được những cái trường hợp được miễn giảm lệ phí để xin đó, thì bây giờ đang có đề nghị là sẽ ngưng, không miễn giảm nữa. Tất cả những cái thắc mắc nào của quý vị liên quan thì xin vui lòng gửi ngay. Lúc này chúng tôi nhận được những câu hỏi về di trú Hoa Kỳ bao quát hơn về những cái dạng trường hợp khác nhau, thì chúng tôi sẽ lần lượt trả lời từ trước tới sau. Nhưng mà xin lỗi quý vị là ngay lúc này đây vì câu hỏi quá nhiều á, cho nên là những câu hỏi đã gửi từ đầu nó đã bị mất đi, nó đã bị trôi đi và không nhìn thấy nữa ở trên màn hình của chúng tôi hiện nay, chỉ có thấy những cái mấy chục câu hỏi phía sau. Thành ra nếu quý vị nào mà gửi sớm á, vui lòng xin gửi lại giùm chúng tôi nhé, để chúng tôi có thể gửi cho luật sư Khanh. Thưa luật sư Khanh, câu hỏi cao nhất mà lúc này Trà My nhận được ngay trong cái màn hình lúc này đó, mặc dù nó đã bị mất đi rất là nhiều khúc trước rồi đó, thì hỏi thăm là cho hỏi con trai của mình năm nay 18 tuổi, giấy bảo lãnh thì phải 7 năm nữa mới được phỏng vấn, vậy có bị quá tuổi hay không? À, dạ thưa chị, người đặt bà bạn đặt câu hỏi, thông thường nếu mà tới 7 năm nữa cái ngày đáo hạn mới được tiến trình với cái ngày ưu tiên á, thì tới lúc đó con của quý vị sẽ là coi như 25 tuổi, thì tới lúc đó mình phải dùng cái luật trừ tuổi. Cái luật trừ tuổi có nghĩa là cái ngày ưu tiên của mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận trừ cái ngày ưu tiên, rồi xong tới cái ngày hồ sơ được đáo hạn, mình lấy cái tuổi của cái người con ngay lúc đó, mình trừ đi cái ngày mà cái thời gian mà sở di trú họ đã duyệt cái hồ sơ của quý vị đó. Nếu mà sau khi quý vị trừ đi cái thời gian sở di trú đã duyệt cái hồ sơ và cái tuổi của con cái của quý vị sẽ dưới 21 tuổi, thì tới lúc đó con của quý vị có thể đi. Thì ví dụ ngay bây giờ là cái ngày mà quý vị nộp cái hồ sơ ngày ưu tiên là quý vị nộp năm vừa rồi, mà một năm sau sở di trú lại chấp thuận, và 7 năm sau con của quý vị là 25 tuổi, mà 25 tuổi trừ 1 năm sở di trú họ dùng thì để mà duyệt thời cái hồ sơ, thì con của quý vị chỉ còn có 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi thì đi không được. Nên vì vậy quý vị phải coi lại cái ngày chấp thuận của cái đơn I-130 của hồ sơ của quý vị là vào ngày nào, và cái ngày ưu tiên của quý vị là ngày nào, và sau đó mình mới có thể đoán được là cái thời gian của con quý vị có như còn nhiều hay ít để mà đi hay không. Cảm ơn luật sư Khanh. Phạm Phượng, diện EB3 hồ sơ xong hết chỉ còn phỏng vấn thôi, thì phỏng vấn có tỷ lệ đậu hoặc rớt như thế nào? À, thưa chị, phỏng vấn tỷ lệ đậu hoặc rớt nó tùy theo cái công ty của quý vị bên Mỹ này có coi như là cái nhu cầu của họ còn thuê của quý vị có còn hay không, và có đủ khả năng để mà trả tiền cho quý vị hay không, và còn hơn nữa là những cái kinh nghiệm của quý vị nó có liên quan với cái công việc mà quý vị sẽ làm bên Mỹ hay không. Nếu mà mấy cái yếu tố đó nó được thành đạt thì nói chung cái cơ hội quý vị được cấp cái visa cũng rất là cao. Nhưng mà nếu mà quý vị có vấn đề trong đó thì có thể là bên lãnh sự quán họ không có cấp cái visa cho quý vị, và họ sẽ đòi hỏi quý vị phải bổ sung thêm trong cái hồ sơ của quý vị. Thưa luật sư Khanh, câu hỏi tiếp theo của Đức Phạm, con trai 13 tuổi mới được cha kế, tức là chồng của vợ cũ, là công dân Hoa Kỳ đưa sang Texas. Xin lỗi luật sư Khanh, tại vì lúc này Trà My không đọc được những câu hỏi, vì những cái câu hỏi mới mà nó xuất hiện lên thì những câu hỏi cũ lại bị trôi đi, và trong lúc mình đang đọc như vậy thì nó cũng trôi đi mất tiêu. Bây giờ xin lỗi quý vị nha, quý vị đặt lại câu hỏi đó giùm mình sẽ lần lượt lấy những câu hỏi nào mình có thể thấy lúc này ngay trước mắt. Về việc con nuôi thì có giấy tờ đầy đủ xác nhận con nuôi, mẹ nuôi là dì ruột đang ở Mỹ nhưng thời gian ở chung với mẹ nuôi không đủ 2 năm. Xin hỏi phải làm thủ tục như thế nào mới hợp lý? À, tại vì vấn đề con nuôi nó bắt buộc là đòi hỏi là cái người mà nhận làm con nuôi, người nhận bé làm con nuôi phải ở với cháu ít nhất là 2 năm trước hoặc sau khi nhận con nuôi rồi mới bắt đầu làm cái giấy bảo lãnh được á. Thì nếu mà chưa đủ 2 năm thì quý vị phải tìm cách để mà đủ 2 năm. Một là
Một là cái người là nhận con nuôi họ về Việt Nam, họ làm sao để mà họ ở với cháu để 2 năm, cái hộ khẩu sẽ tách rời cái hộ khẩu của bố mẹ. Hoặc hai là nếu mà được xin cái visa đi du học cái gì để cho cháu qua đây ở dưới cái sự kèm sự coi của cái người nhận được nhận cháu làm con á, thì một khi đủ 2 năm tới lúc đó có thể làm giấy tờ bảo lãnh. Nhưng mà vấn đề là mình không có thể nào mà coi như là bỏ cái 2 năm đó được, hoặc là coi như miễn cái 2 năm đó được nha. Xin lỗi luật sư, ngay lúc này chúng tôi đang tìm cách để lấy lại những câu hỏi đầu tiên gửi sớm trước đó, nhưng mà chưa được. Quý vị thông cảm nhé, mình cũng tận dụng thời gian rồi mình sẽ bắt những câu hỏi mà hiện nay hiện lên trước mắt trước. Diện F4 đã nộp hồ sơ đầy đủ cho sở di trú, visa đã đóng xong 2 tháng rồi, cần đợi bao lâu? Dạ thưa, nếu tiền visa đã đóng xong với bên trung tâm thị thực mà cái bộ bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2 phải được gửi vào cho trung tâm thị thực đó. Một khi cái hồ sơ đó hoàn tất, trung tâm thị thực sẽ gửi cho quý vị một cái lá thư nói là hồ sơ đã hoàn tất và hồ sơ sẽ gửi về bên lãnh sự đó. Thì một khi quý vị có lá thư đó của bên trung tâm thị thực thì quý vị có thể đợi 3 tháng từ cái ngày đó để mà có cái cuộc hẹn với bên lãnh sự quán để mà lấy cái đi phỏng vấn cho quý vị. Còn nếu mà quý vị chưa có lá thư đó mà quý vị cũng chưa có làm cái bộ bảo trợ tài chính hoặc là những cái lý lịch pháp lý số 2 để mà quý vị gửi vào trung tâm thị thực đó thì quý vị nên phải làm. Bởi vì đóng cái tiền cho visa không có nghĩa là cái hồ sơ này đã được hoàn tất và gửi về cho lãnh sự quán rồi. Cảm ơn luật sư Khanh. Câu hỏi tiếp theo, chuyển diện I-485 đang đợi phỏng vấn thì sở di trú có tự điều tra được lý lịch tư pháp của mình ở Việt Nam hay không? Dạ thưa, thông thường không ạ. Nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị đang xin cái đơn I-485 để chuyển diện qua thành người thường trú nhân á, thì nói chung là bên bên này cái quá trình họ làm là họ lăn tay quý vị và họ chỉ so được với những cái gì hồ sơ bên Việt Nam có thôi. Rồi tới lúc phỏng vấn, nếu mà họ hỏi quý vị mà họ những cái người phỏng vấn đó họ có nghi á, thì họ có thể lật cái hồ sơ của quý vị hồi xưa lúc mà quý vị xin visa hay là gì vào nước Mỹ và quý vị khai như thế nào. Còn về cái vấn đề mà họ có làm việc với bên Việt Nam để mà điều tra ra về cái quá trình của quý vị bên Việt Nam hay không thì cái đó rất là hiếm, chưa có thấy. Họ chỉ làm và trong vòng cái bộ nội dung của những gì quý vị đã khai lúc mà quý vị xin với Bộ Ngoại giao lúc mà quý vị xin visa đi qua đây, và sau này họ sẽ dùng những cái lời đó để mà họ coi lại những cái đơn mà quý vị đang xin đơn I-485 coi những cái lời đó nó có trùng với nhau hay không. Nếu mà nó không trùng thì quý vị sẽ có vấn đề, còn nếu nó trùng thì phần lớn là bên sở di trú họ không có coi như đi nước khác để mà đòi hỏi tài liệu của quý vị, trừ khi họ có tin rằng là quý vị nằm trong những cái bộ khủng bố gì đó hoặc là quý vị có tên trong những cái danh sách đó thì tới lúc đó họ có thể đi điều tra thêm, còn nếu không là thông thường không có. Vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Câu hỏi của Trương Minh Hải, diện bảo lãnh vợ chồng, vợ quốc tịch Mỹ, nộp hồ sơ tháng 9 năm ngoái, xin hỏi bao lâu hồ sơ sẽ được duyệt? Dạ thưa chị, thông thường nếu mà bên sở di trú họ bây giờ họ dùng cỡ 6 tới 9 tháng để duyệt cái đơn I-130. Nếu mà cái hồ sơ của chị nộp tháng 9 năm ngoái và bây giờ tháng 4 có nghĩa là coi như là 7 tháng rồi, thì đáng lẽ sở di trú họ sẽ cho chị một cái câu trả lời trong vài tháng tới. Và một khi cái hồ sơ được chấp thuận xong thì cái hồ sơ đó sẽ được gửi qua bên trung tâm thị thực để mà làm cái phần còn lại. Nên nói chung chị vẫn còn đợi cỡ vài tháng nữa để mới coi. Còn nếu mà sau 9 tháng đó mà chị chưa có nghe câu trả lời của sở di trú về cái đơn I-130 thì chị nên liên lạc với sở di trú với cái số điện thoại mà ở dưới cái đơn hóa đơn của sở di trú đó, nó nằm ở dưới bên tay trái. Chị gọi họ, chị hỏi họ họ duyệt tới đâu rồi thì họ sẽ cho chị câu trả lời. Dạ vâng, Trà My thành thật xin lỗi quý vị là vì cái giao diện mới của Facebook nó không có giống như trước kia là hiển thị hết tất cả những câu hỏi từ đầu tới cuối, mà bây giờ những câu hỏi mới càng lên đó thì những câu hỏi cũ càng mất đi và không có lần ngược lại được, không cách nào lần ngược lại được hết. Quý vị thông cảm giúp, Trà My gửi lại những câu hỏi mà quý vị đã gửi trước mà chưa được hỏi nha. Bây giờ mình đang hiển thị trước mắt là câu hỏi của Huỳnh Diệu Hân. Những câu hỏi nào trước đó chưa được trả lời xin vui lòng gửi lại. Dự án EP5 có phải chủ đầu tư nên chọn dự án nào đã được sở di trú duyệt và chấp thuận để hạn chế rủi ro hay không? Thưa chị, nếu mà chị muốn đầu tư về cái vấn đề regional center thì yes, chị nên coi về những cái center nào đã được sở di trú họ chấp thuận rồi. Nhưng mà cái vấn đề rủi ro nó vẫn nằm ở đó thôi chứ không phải là không. Còn nếu mà chị muốn tự đầu tư thì nói chung cái đó chị không có cần phải sở di trú duyệt những cái dự án nào hết.
nên cái đó là tùy theo chị muốn tự chính xác, chị chính thức chị đứng ra chị bỏ, chị tạo ra công ty chị làm, hoặc hai là chị muốn bỏ tiền vào trong regional center. Thông thường nếu mà chị muốn bỏ tiền vào regional center thì chắc chắn bắt buộc tốt nhất cho chị là chị phải coi trong cái danh sách của bên sở di trú họ có những cái dự án họ đã duyệt rồi và họ đã chấp thuận rồi, thì chị hãy nên đầu tư vào những con số đó. Nhưng mà Phan vẫn nói lại á, là chị nên thuê một cái người nào đó bên đây để hỏi rõ ràng về sổ sách của họ, cách làm việc của họ như thế nào, rồi tới lúc đó mình mới nghĩ về cái vấn đề đầu tư vào số tiền đó hay không. Vâng, Trần Thị Thủy Tuyên cho em hỏi F2B đợi bao lâu? Dạ thưa chị, F2B á, nếu mà bây giờ sở di trú á, thì nói chung họ bên Bộ Ngoại giao họ mới đưa ra cái ngày đáo hạn cho tháng 5 là họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 2 năm 2013. Có nghĩa là nếu mà cái hồ sơ F2B của chị cái ngày ưu tiên là trước ngày 1 tháng 2 2013 thì nói chung bây giờ chị có thể tiến tới với bên trung tâm thị thực để mà làm cái visa, để làm cái bộ phận còn lại để xin visa phỏng vấn để mà qua đây. Còn nếu mà cái ngày ưu tiên của chị sau ngày 1 tháng 2 2013 thì nói chung chị còn phải đợi nữa. Vâng, Nguyễn Hoa, mẹ với anh của em đứng tên bảo lãnh, gia đình em được 4 năm rồi mẹ em mới mất. Vậy hồ sơ em có được tiếp tục theo diện F1 hay không? Dạ thưa chị, mẹ của chị và anh của chị đứng ra bảo lãnh có nghĩa là hai cái loại hồ sơ khác nhau. Nếu mà mẹ của chị mất rồi thì mẹ của chị bảo lãnh cho chị, có nghĩa là người con của người có quốc tịch chưa có lập gia đình á, thì nói chung một là cái hồ sơ đó có thể bị hủy bỏ, hoặc hai là nếu mà cái hồ sơ đó được chấp thuận trước khi mẹ chị mất á, thì chị vẫn có thể mở ra cái bộ coi như là humanitarian reinstatement với bộ bên sở di trú để mà xin họ coi như cho cái hồ sơ này tiến tới tiếp. Còn nếu mà mẹ của chị mất rồi và sở di trú họ mới chấp thuận thì tới lúc đó cái hồ sơ này sẽ mất, sẽ coi bị hủy bỏ luôn. Còn về cái vấn đề nếu mà anh của chị có đứng ra mà làm một cái bộ hồ sơ bảo lãnh khác cho chị, có nghĩa là cái bộ hồ sơ này nó sẽ thuộc về dạng F4. Cái dạng F4 này mẹ của chị mất cũng không có ảnh hưởng tới cái bộ hồ sơ của người anh của chị, tại vì anh của chị vẫn còn sống và cái hồ sơ đó vẫn còn tiến tới, nhưng cái vấn đề chỉ là chị phải đợi thêm cái thời gian cỡ 6 năm nữa thôi. Vâng, Hạnh Hồng, chương trình EP3 có dễ dàng đi Mỹ có thẻ thường trú 10 năm phải không? Có đậu được không? Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, nếu mà EB3 làm đúng theo luật thì nó cũng là dễ chứ không phải là khó. Nhưng mà vấn đề bây giờ bên Việt Nam có rất nhiều người, người ta đứng ra người ta lừa quý vị về cái vấn đề, họ nói trả tiền trước, chúng tôi sẽ làm và xong chúng tôi sẽ đưa quý vị đi. Cái đó thông thường một khi nghe cái nào quá tốt á, thì thông thường cái đó là một cái sự không có, có thể không có đúng. Nên quý vị nên phải tìm hiểu rất, rất là kỹ càng về những cái công ty môi giới này. Và quý vị phải tìm hiểu rõ những công ty bên Mỹ là ai và họ sẽ làm như thế nào và những cái khoản tiền quý vị trả như thế nào. Giống như Khanh nói, nếu mà quý vị tìm một công ty tốt mà họ có đúng là có ý định để thuê quý vị thì cái con đường đó nó cũng dễ chứ không phải là khó. Nhưng mà chỉ vấn đề là bên đó ròng rắn lẫn lộn nên không biết ai là thật ai là giả thôi. Vâng, nếu mà không thật sự là không đúng một cái công ty nào đó muốn thuê mướn mình đó mà mình muốn gian lận thì hoàn toàn con đường đó rất là khó, không có dễ đâu. Tất cả những hồ sơ gian lận với sở di trú Mỹ thì cái kết cục đó nó rất là khó khăn và nó rất là khôn lường phải không ạ? Nguyên Phạm diện F4 tháng 6 2006 bao giờ mới được phỏng vấn? Dạ thưa chị, nếu mà tháng 6 2006 thì cái hồ sơ của chị sắp cũng được đáo hạn rồi đó. Bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 2 2006, thì Khanh không biết bên trung tâm thị thực họ đã liên lạc với gia đình của chị để làm cái phần kế tiếp hay chưa. Nếu mà họ bên trung tâm thị thực chưa có liên lạc thì quý vị nên liên lạc với họ để mà xin, để mà trả tiền, trả tiền cái visa và trả tiền cái bộ bảo trợ tài chánh và làm những cái phần còn lại để mà gửi vào để mà coi như là hoàn toàn cái bộ phận đó trước. Rồi xong tới cái ngày đáo hạn đó thì bên trung tâm thị thực họ sẽ đưa cho quý vị cái hồ sơ quý vị về bên lãnh sự để mà lãnh sự đưa ngày hạn cho quý vị. Quý vị phải coi lại trung tâm thị thực có liên lạc quý vị hay chưa nhé. Dạ vâng, thời gian không còn nhiều, Trâm xin phép chạy nhanh một chút xíu. Thợ nail bên Việt Nam có thể làm hồ sơ qua Mỹ làm việc được không? Dạ thưa thợ nail thì nói chung cũng khó, rất là khó chứ không phải là không. Bởi vì bên nếu mà nói về cái dạng EB3 không ở bên này á, bên này có rất nhiều người thợ nail họ cần việc làm và những cái người đó họ sẵn sàng họ đi những cái nơi khác để mà làm. Nên vì vậy cái vấn đề cạnh tranh của thị trường nó nhiều. Mà nếu mà quý vị nào mà nghe ai mà hứa cho quý vị làm thợ nail đi qua được liền nhanh đó thì cái đó quý vị phải coi lại nha. Dạ vâng. Tại vì nếu Nguyễn làm Huy, cơ EB3 hội nào cho những gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng hòa học tập dưới 3 năm được đi Mỹ hay không thưa luật sư? dạ thưa không, cái mấy cái đó không còn nữa rồi ạ. Dạ, Nên đã nói chấm chung dứt. là Dạ. ví dụ HO hồi xưa cũng đã cắt đứt từ hồi lâu rồi nên bây giờ không còn cách nào nữa. Dạ. À, ma
Mã Mai Sơn, thẻ xanh 10 năm đang được xét duyệt, đã gia hạn tới 18 tháng, có giấy mời đi làm biometric. Như vậy, tái phỏng vấn khả năng như thế nào? Cái này tùy theo cái bằng chứng của quý vị nộp là như thế nào. Nếu mà quý vị có con cái nhà cửa trong cái cuộc hôn nhân này thì cái cơ hội mà gọi đi phỏng vấn rất là thấp. Nếu mà quý vị không có con cái cũng không có nhà cửa mà chỉ có những cái tài khoản về ngân hàng, những cái nhà giấy thuê nhà thì cái cơ hội phỏng vấn của quý vị sẽ coi như là 100% á. Dạ, cha bảo lãnh con năm 2010, bao lâu được phỏng vấn? Dạ, cha bảo lãnh con 2010 tùy theo cái dạng gì nữa ạ. À, quý vị có thể nói rõ hơn thì Khanh sẽ trả lời. Tại vì nếu mà thường trú nhân bảo lãnh con 2010 thì nói chung cái hồ sơ này đã quá hạn rồi. Còn nếu mà người có quốc tịch bảo lãnh con 2010 thì tùy theo cái người con này có gia đình hay không. Có gia đình thì cũng còn phải đợi hơi lâu nữa. Mà nếu không có gia đình thì cũng còn phải đợi cỡ thì không còn phải đợi nữa rồi. Tại vì cái ngày nó cũng quá rồi. Nên tùy theo cái diện của quý vị bảo lãnh như thế nào. Nếu nói rõ hơn thì Khanh cho Dạ, câu trả lời. chân Trần, con bảo lãnh cha mẹ đang ở Mỹ đã được chấp thuận, thiếu giấy khám sức khỏe, bây giờ tự nộp bổ sung hay chờ thư báo mới nộp? Dạ thưa quý vị, nếu mà quý vị bố mẹ quý vị đang ở đây mà xin chuyển dạng đó thì thông thường nếu mà lúc mà quý vị nộp hồ sơ mà quý vị không nộp cái giấy khám sức khỏe thì sở di trú họ sẽ gửi một cái giấy vàng về, họ nói là một là nếu mà họ đòi hỏi thì quý vị có thể nộp vào, còn nếu không quý vị có thể đợi tới lúc mà phỏng vấn quý vị có thể bổ sung vào hồ sơ. Bây giờ nếu mà quý vị đã nộp hồ sơ rồi mà quý vị không có nộp cái giấy khám sức khỏe mà sở di trú họ cũng chưa có đòi á, quý vị không có nên làm gì hết. Nhưng mà quý vị phải nhớ năm vừa rồi sở di trú họ có đưa ra một cái cách mà họ nói là nếu mà quý vị nộp hồ sơ mà quý vị không nộp đầy đủ bao gồm cái giấy đi khám sức khỏe thì sở di trú họ có thể bác cái hồ sơ của quý vị. Nhưng mà cái này là họ thay đổi cái dự định này sau khi họ gia hạn thêm cái giấy khám sức khỏe thêm 6 tháng, thêm 3 tháng nữa. Tại trước giờ giấy khám sức khỏe chỉ có hạn trong 10 có chỉ có hiệu quả trong 12 tháng thôi, nhưng mà bây giờ họ gia hạn thêm 3 tháng, những cái giấy khám sức khỏe đó có hạn tốt nhất là nó có thể là 15 tháng, tại vì cái thời gian sở di trú họ duyệt cái hồ sơ đó cũng kéo dài có 12 tới 16 18 tháng lận. Huỳnh Diệu Hân, EB5 đã nộp hồ sơ rồi, có ảnh hưởng tới việc xin visa du lịch Mỹ không? Dạ có, nếu mà quý vị đã nộp cái đơn I-526 rồi và quý vị cái hồ sơ đang trong cái quá trình chấp thuận đó thì nếu mà quý vị xin visa đi du lịch Mỹ gì đó thì bên lãnh sự quán họ có quyền, họ có thể bác đơn của quý vị tại họ nói là quý vị có thể qua ở lại gì đó. Thì một khi quý vị có những cái đơn đó gửi vào cho sở di trú rồi thì cái cơ hội mà bên lãnh sự quán họ có thể bác được cũng cao hơn thường. Dạ, Trần Huỳnh, chồng em chỉ có thẻ xanh, muốn bảo lãnh em qua tài khoản nhà băng, chưa có. Giờ bỏ hồ sơ vô trước rồi tìm người đồng bảo trợ sau có được hay không? Dạ được chứ chị. Vấn đề là cái người bảo lãnh đó, cho dù họ đi làm hay không, tới lúc mà làm cái bộ bảo trợ tài chính họ cũng phải làm cho dù họ không có thu nhập. Nếu mà thu nhập họ thấp hoặc họ không có thu nhập thì một là họ có thể thế chấp tài sản vào. Nếu mà tài sản họ không đủ thì họ bắt buộc phải cần có một cái người đồng bảo trợ. Dạ, Phương Lan Nguyễn, hồ sơ EB3 đang tới bước là đóng tiền visa được 1,5 tháng rồi. Vậy thì khi hoàn tất bước này bao lâu nữa được phỏng vấn? Thưa chị, một khi chị đóng tiền visa xong rồi mà coi như là giấy tờ chị cũng làm xong với trung tâm thị thực rồi thì trung tâm thị thực sẽ gửi cho chị cái lá thư nói cái hồ sơ này đã được hoàn tất và sẽ được gửi về cho bên lãnh sự quán. Thì một khi chị có lá thư đó chị đợi có 3 tháng nữa thì chị mới có cái ngày đi phỏng vấn. Angel Đặng, em trai 26 tuổi, có thể bảo lãnh, em có thể bảo lãnh em trai được không? Bao lâu thì được? Dạ, nếu mà chị là người có quốc tịch, chị có thể bảo lãnh người em trai 26 được. Và cái vấn đề là thời gian đợi là ít nhất cũng là 12 năm, 13 năm rồi em trai chị mới qua Mỹ. Dạ, hiện tại con có thể bảo lãnh cha mẹ được không? Câu hỏi của Glassgrove mà không nói là bảo lãnh theo gì. Nếu mà bạn đặt câu hỏi có quốc tịch thì yes, có thể bảo lãnh bố mẹ được. Còn nếu mà chưa có quốc tịch thì không được. Dạ. Câu hỏi của Long Cang, mẹ em bảo lãnh em tháng 11/2013, bây giờ tới tháng 6/2013 là đang hồ sơ đang được đọc tới tháng 6/2013 rồi, khoảng bao lâu nữa tới em? Nếu mà cái hồ sơ mà làm được tháng 6/2013, đâu có cái hồ sơ nào tới tháng 6/2013. Quý vị coi lại đi, nói trước là cái người mẹ bảo lãnh cho quý vị là có quốc tịch hoặc có thẻ xanh. Nếu mà có thẻ xanh á mà quý vị chưa nộp gia đình á thì bây giờ cái hồ sơ đó mới tới cái hồ sơ đó đã đáo hạn rồi tại họ mới duyệt tới ngày 8 tháng giêng năm 2012. Còn nếu mà quý vị đã
mẹ là người có quốc tịch quý vị đã lập gia đình rồi thì cái hồ sơ quý vị phải còn đợi hơi lâu nữa. Mà nếu mà quý vị là mẹ quý vị là người có thẻ xanh và bảo lãnh quý vị là con cái chưa lập gia đình trên 51 tuổi thì bây giờ cái hồ sơ đó họ mới duyệt tới tháng 2 2013 thôi. Mà Dạ, quý vị Ngọc tháng Trâm. 11 2013 thì còn phải đợi lâu á. Dạ, Ngọc Trâm xin hỏi hồ sơ F4 nộp 2016 chừng nào được xét? Dạ, nếu mà hồ sơ F4 nộp 2016 thì đợi ít nhất cũng là 10 năm nữa, tại vì bây giờ cái ngày đáo hạn của F4 họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 2 2006 ạ. Trong khi đó Huy Lê hỏi làm sao để theo dõi được hồ sơ F4? Dạ thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn theo dõi cái ngày đáo hạn á, thì quý vị có thể lên Google, quý vị ghi vào cái từ Visa Bulletin, Visa là VISA, Bulletin là giống như cái bảng á, BULLETIN, no, BULLETIN, ghi vào đó là xong. Lúc mà cái lần đầu tiên họ sẽ hiện lên là về cái bên sở bộ ngoại giao họ đưa ra đó, quý vị click vào cái link đó, quý vị coi vào cái tháng mới nhất, quý vị scroll xuống cái bảng đầu tiên á, quý vị ngạn nhìn cái hàng cuối cùng F4, họ sẽ báo cho quý vị biết là quý vị phải đợi bao lâu nữa. Dạ Còn vâng. nếu mà quý vị nói về theo dõi về sở di trú họ duyệt như thế nào hả, cái đó không có cách theo dõi. Mà nếu mà quý vị muốn biết, quý vị gọi cái số 1-800 ở dưới cái số hóa đơn, quý vị có thể hỏi họ. Dạ, câu hỏi của Khang Vũ cũng liên quan tới việc theo dõi hồ sơ tới đâu đó. Thì diện F2A mẹ bảo lãnh con ngày ưu tiên là năm ngày 16 tháng 12 năm 2016 tới tháng 5 2018 nhận được I-797, nhưng hiện tại đã qua ngày ưu tiên mà không có liên lạc được với sở di trú. Xin hỏi có cách nào để liên lạc không? À, thưa quý vị, cái hồ sơ quý vị không có phải là nằm với sở di trú nữa rồi, mà hồ sơ quý vị đang nằm với bên trung tâm thị thực. Khanh đề nghị quý vị cần phải liên lạc với trung tâm thị thực liền ngay bây giờ, bởi vì cái hồ sơ này đã được đáo hạn rồi, và cái ngày đáo hạn của F2A bây giờ là coi như ngày 15 tháng 5 2017. Quý vị nên liên lạc với bên trung tâm thị thực để mà lấy cái tiền cái phí mà để trả cho bộ bảo trợ tài chính và cái visa để mà làm cái bước kế tiếp. Nếu quý vị không làm trong vòng 1 năm từ cái ngày hồ sơ này đáo hạn đó, thì sở di trú họ có quyền họ đóng cái, bên trung tâm thì thực có thể quyền đóng cái hồ sơ này lại, nhưng mà họ phải báo cho họ quý vị biết nữa. Dạ, Hùng Huỳnh, em tới Mỹ thẻ xanh 2 năm, hơn 3 năm được đổi thẻ xanh 10 năm. Vậy khi nào em được thi quốc tịch? À, thưa chị, nếu mà chị tới Mỹ có thẻ xanh 2 năm mà sau mà thì tùy, nếu mà chị xin thẻ xanh 2 năm của chị qua cái vụ cưới hỏi đó thì chị có thể, và chị vẫn cưới cái người có quốc tịch đó, thì chị có thể đợi 3 năm từ cái ngày chị có cái thẻ xanh 2 năm đó để mà chị xin nhập tịch. Nên chị coi lại nhé, nếu mà chị cưới người có quốc tịch mà chị đã có thẻ xanh 2 năm rồi và cũng là đủ 3 năm từ cái ngày chị có thẻ xanh đó rồi đó, thì chị có thể nộp cái đơn xin nhập tịch liền. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình đã lố thời gian rồi, nhưng câu hỏi quá nhiều, cả 100 câu hỏi trên đây. Ít nhất bây giờ Trâm mới thấy là có trên 150 câu hỏi. Mà vì cái trục trặc của Facebook, cái giao diện mới đó, thì chúng tôi có thể đã bỏ sót một vài những câu hỏi gửi trước. Quý vị vui lòng thông cảm cho. Và xin hẹn quý vị những cái tuần sau. Tuần nào chúng tôi cũng có chương trình vào cùng giờ này, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tối thứ năm với luật sư Khanh Phạm. Quý vị theo dõi thường xuyên, đặt câu hỏi thường xuyên sẽ có cơ hội được trả lời. Chúng tôi một lần nữa thành thật cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của quý vị trong chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn quý vị. Nhưng mà trước khi Khanh ấy thì Khanh có muốn báo cho quý vị biết một cái là nếu mà quý vị có nghe công ty nào bên Việt Nam hay là ai đó nói là họ có hợp tác với Khanh để mà làm những cái visa đó, thì Khanh muốn báo cho quý vị biết là trước giờ Khanh chưa có bao giờ hợp tác với công ty nào bên Việt Nam, và cũng sau này cho chắc cũng không có bao giờ hợp tác với công ty nào bên Việt Nam. Nên quý vị đừng có, nếu mà quý vị nghe mà mấy người đó mà họ nói họ làm việc với Khanh đó, thì quý vị nên đề nghị quý vị coi lại nhé và cẩn thận về cái vấn đề đó. Tại vì Khanh có nghe có mấy người họ có nói là có vài công ty bên Việt Nam họ đang dùng cái tên của Khanh để họ nói là họ làm việc với Khanh, nhưng vấn đề cái đó không phải là sự thật. Nên Khanh cũng là cảm ơn quý vị đã nghe đài và cũng tin tưởng vào Khanh, nhưng mà quý vị đừng có bị những cái người này lừa nhé. Dạ, vì chúng tôi nhận được những cuộc gọi tới luật sư Khanh bảo là ở phía Việt Nam có những cái gọi là dịch vụ về di trú đó, họ nói họ có hợp tác với luật sư Khanh và mượn cái danh tiếng, cái uy tín của luật sư Khanh để là làm việc, thì như vậy là một cái sự mạo nhận. Xin quý vị vui lòng cẩn thận. Chương trình của chúng tôi hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm. Luật sư Khanh Phạm thuộc văn phòng BBSOS, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, là một NGO, một tổ chức vô vị lợi, có trụ sở ở nhiều nơi.
nơi, trong đó thì cái văn phòng mà luật sư Khanh đang làm là ở Texas và chuyên hỗ trợ về pháp lý, về di trú và về an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi. Và chương trình của chúng tôi với luật sư Khanh là cũng như vậy, hoàn toàn vô vị lợi. Chúng tôi không có hợp tác, không có bất cứ một cái gọi là liên doanh, liên kết nào giữa luật sư Khanh với những cái văn phòng ở Việt Nam. Xin quý vị vui lòng cẩn thận. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ tới. Trà My thân ái kính chào luật sư Khanh và trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Chào chị và kính chào quý vị. Chúc quý vị một đêm an lành. Chào quý vị.